Xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách claim cái đồng NetFi nhé. Đây là một đồng rất là tiềm năng mà lại không mất phí BNB. Để claim cái đồng này, các bạn hãy copy cái link ở dưới phần mô tả, sau đó vào phần đáp này. Để chúng ta sẽ dán cái link đó vào đây. Ok, tìm kiếm này. Mọi người nhớ chuyển sang mạng BSC nhé. Smart Chain này. Rồi ok. Sau đó bấm vào long app này nhé. Bấm vào long app này. Rồi ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đồng ý này. Rồi, bây giờ sẽ bấm vào airdrop này, get airdrop. Rồi các bạn kéo lên, bấm vào close. Đấy. Ok. Đấy, như vậy là xong nhé. Và cái này nó yêu cầu là cứ 1 giờ là mình sẽ claim một lần. 1 giờ mình sẽ claim một lần. Và một lần là mình sẽ được 4 cái token NFT này. Và cái min rút của nó là 100 NFT nhé. Thì tức là trong 25 tiếng đồng hồ thì mình sẽ rút được, và rút được luôn về ví nhé. Đây mọi người nhìn nó đang chạy này, cứ sau 1 giờ thì nó sẽ hiển thị cái số dư token ở đây. Đấy. Còn đây là cái link, thì các bạn copy cái link này để chia sẻ cho bạn bè người thân nhé, để kiếm thêm cái token. Đấy, đây là một dự án rất tiềm năng mà lại không mất phí BNB, nên mọi người tranh thủ làm nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.